Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, các doanh nghiệp chăn nuôi không điều chỉnh giảm giá thêm giúp đà giảm giá hơi trên thị trường đang có xu hướng chứng lại. Bên cạnh đó, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Chính phủ đề xuất điều chỉnh cũng như là bình ổn giá thức ăn chăn nuôi. Đó là những thông tin có trong video ngày hôm nay. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, đà giảm đã chứng lại với mức giá dao động từ 62 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg, thậm chí nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã báo giá lên đến 70.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá 69 cho đến 70.000 đồng hầu như khá hiếm và thay vào đó là phổ biến trong khoảng từ 63 cho đến 68.000 đồng, ngay như một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như là Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Dương cũng đang phổ biến trong khoảng giá như vậy. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc trong ngày hôm nay, đặc biệt là Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũng báo giá lên đến 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Lào Cai và Yên Bái cũng có mức giá tương tự đối với heo siêu, tuy nhiên áp siêu nhiều nơi chỉ báo giá dao động 63.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi miền Bắc được dự báo sẽ có xu hướng tăng từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg vào những ngày cuối tuần. Bởi theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nhận định, hiện nay nếu người chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành chăn nuôi đang rơi vào khoảng từ 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Với giá heo hơi bán tại chuồng thì coi như hòa vốn. Còn người chăn nuôi nào chủ động được con giống, chủ yếu là các doanh nghiệp chăn nuôi, thì giá sẽ thấp hơn, giá thành 60.000 đồng trên 1 kg, có lợi nhuận khi bán giá 65 tại cửa chuồng. Và đặc biệt mới đây, trong cuộc họp thường niên đánh giá công tác chăn nuôi tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đặc biệt quan tâm đến giải pháp bình ổn giá cả hiện nay của một số mặt hàng như vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, trong khi sản phẩm nông nghiệp làm ra đang bán với giá thấp, nông dân không có lãi. Riêng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng như lúa mì từ 3% xuống 0%, giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng như bắp xuống 3%. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp cũng đề xuất với Chính phủ cần phải xây dựng kho lạnh quốc gia để điều tiết thị trường như Trung Quốc, để không xảy ra tình trạng giá heo xuống quá thấp hoặc là lên quá cao, khi đó sẽ ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng ở trong nước cũng như các hộ chăn nuôi và người tiêu dùng. Còn đối với giá hơi ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên theo ghi nhận trong ngày hôm nay, phổ biến xung quanh từ 60 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay vẫn duy trì mức giá cao, nhiều nơi báo giá 65 cho đến 66.000 đồng. Trong khi đó, các địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum hay là đối với tỉnh Đắk Nông trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, các hộ chăn nuôi báo giá xoay quanh từ 63 cho đến 65.000 đồng, heo xấu thậm chí còn về 60.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cao nhất đạt 67 cho đến 68.000 đồng, rất ít khu vực có mức giá trên 68.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi trong vùng được dự báo sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong những ngày tới vì nhu cầu tiêu thụ thịt đang có xu hướng giảm do đang là mùa chay chính trong năm. Tại một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay phổ biến xung quanh từ 62 cho đến 67.000 đồng. Trong khi đó, giá heo hơi ở thị trường miền Tây Nam Bộ dao động mức giá 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, đối với dòng heo áp siêu, nhiều nơi báo giá giao quanh từ 60 cho đến 62.000 đồng. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn có xu hướng tăng nhẹ, dao động 4.700 con heo mảnh. Giá heo mảnh trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 63 cho đến 83.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết, đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, Hà Nội phổ biến mức giá giao quanh từ 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá bình quân 64 cho đến 68.000 đồng. Nhiều nơi báo giá ở khu vực Hưng Yên và Thái Bình dòng siêu bao máu loại 1 vẫn bán được với mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương phổ biến mức giá 64 cho đến 68.000 đồng.
Hà Nam dao động mức giá 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, đây là chợ đầu mối gia súc lớn nhất ở thị trường miền Bắc, giá dòng siêu ba máu loại 1 trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 66 cho đến 67.000 đồng. Đói thì bán được với mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 65 cho đến 68.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Nam Định dao động mức giá 64 cho đến 67.000 đồng. Theo ghi nhận ở một số hộ chăn nuôi, báo giá ở huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đạt mức giá bình quân 66,5 nghìn đồng trên 1 kg. Ninh Bình phối mức giá 65 cho đến 68.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên nhỉnh hơn, mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khúc đại từ của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay, heo trọi loại 1 có mức giá 67 cho đến 68.000 đồng là cao nhất. Vĩnh Phúc có mức giá bình quân 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Khu vực Bắc Giang dao động 65 cho đến 67.000 đồng. Tuyên Quang dòng heo siêu có mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Áp siêu nhiều nơi báo giá khúc Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang chỉ phổ biến 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn dao động 63 cho đến 66.000 đồng. Khu vực Cao Bằng trong ngày hôm nay có mức giá dao động 60 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái phổ biến mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Lào Cai cũng có mức giá gần như tương tự 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 65 cho đến 66.000 đồng. Lai Châu 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên Điện Biên trong ngày hôm nay nhỉnh hơn một giá, nhiều nơi báo giá 65 cho đến 68.000 đồng. Theo ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá khúc Tổ Chùa của tỉnh Điện Biên có mức giá lên đến 68.000 đồng trên 1 kg. Sơn La bình quân từ 62 cho đến 67.000 đồng trong ngày hôm nay. Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 66.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, theo ghi nhận, Thanh Hóa, heo siêu nhiều nơi báo giá 65 cho đến 67.000 đồng. Áp siêu phối mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phối mức giá 63 cho đến 66.000 đồng. Hà Tĩnh dao động 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 62 cho đến 65.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Huế phối mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, dao động 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Nam dao động 62 cho đến 66.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện miền núi Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 64 cho đến 65.000 đồng. Quảng Ngãi đã giảm về mức giá 60 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên bình quân 63 cho đến 65.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay dao động 63 cho đến 66.000 đồng. Bình Thuận với mức giá 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Ninh Thuận trong ngày hôm nay dao động 64 cho đến 66.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay một số địa phương có xu hướng giảm, như Kon Tum trong ngày hôm nay nếu như chỉ báo giá xung quanh từ 59 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai với mức giá 60 cho đến 66.000 đồng. Đắk Lắk có mức giá dao động từ 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông 62 cho đến 65.000 đồng. Lâm Đồng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 60 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Bà Rịa Vũng Tàu vẫn duy trì mức giá cao. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá 65 cho đến 67.000 đồng. Đồng Nai phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, nhiều chăn nuôi báo giá khu vực Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai phổ biến mức giá 66.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh dao động 63 cho đến 67.000 đồng. Bình Dương có mức giá bình quân 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước 64 cho đến 65.000 đồng. Còn đối với tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ như Long An dao động 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Riêng hai địa phương đó là Cà Mau và tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 60 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng dao động 62 cho đến 66.000 đồng. Vĩnh Long trong ngày hôm nay phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. An Giang 62 cho đến 64.000 đồng. Cần Thơ phối mức giá 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg.
Đồng Tháp trong ngày hôm nay dao động 63 cho đến 66.000 đồng, Tiền Giang 63 cho đến 67.000 đồng. Khu vực Bến Tre dòng heo siêu nhiều nơi vẫn báo giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg, tuy nhiên áp siêu có mức giá 63.000 đồng trong ngày hôm nay. Trà Vinh phổ biến mức giá 62 cho đến 66.000 đồng, Bạc Liêu dao động 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.